cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2010, ngày 9 tháng 4 năm Canh Dần, gia đình của ông Lê Thành Nghiệp và bà Phạm Thị Hoa ở ấp Tân Bình, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có tổ chức làm lễ thành hôn cho con trai tên là Lê Công Duy, sinh duyên cùng cô cháu là Lô Thị Liêm, con của ông Lô Hoài Chuyên và bà Văn Thị Hiền ở xóm 32 xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Cuộc lễ đón khách vào lúc 10 giờ vào ngày 22 tháng 5 năm 2010, vào ngày 19 tháng 4 năm Canh Dần, tại nhà số 13/17 ấp Tân Bình, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh Nghệ An. Đó là cái khâu là người tiến bố đi cho. Đây xin là thông qua như đầy đại diện dân tộc, trong đó có họ và gái, như vậy là thông qua cái chương trình này. Thống nhất của gia đình hai họ thì tôi cũng xin là như đầy là chương trình như lễ sau. Một là làm lễ như đầy đọc tên là kinh Chúa. Hai đó là lễ ông bà quá cố. Ba nữa là làm lễ ông bà hiện đèn. Và đầu tiên là xin mời là họ nhà trai nên là thắp nhang và đọc kinh là như đề cho Chúa. Thank you.
còn có ba món như này hương bông và ổi đi chiên. Bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này.